Nhận định soi kèo trực tiếp bóng đá Sana Khánh Hòa với Bình Dương 17 giờ ngày 17 tháng 7. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp ở phần mô tả video. Cuối tuần trước, Khánh Hòa đã làm nên cơn địa chấn bằng việc xuất sắc cầm hòa nhà vô địch Hà Nội FC ngay trên sân hàng đấy nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của Tấn Điền. Trận hòa này cũng giúp đội bóng phố biển cắt đứt mạch 3 trận thua liên tiếp trước đó tại V-League. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để họ thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Hiện tại Khánh Hòa mới có 10 điểm sau 15 lượt trận, đứng vét bảng với 6 điểm kém nhóm an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới, khi mà mùa giải đã bắt đầu bước vào giai đoạn lượt về. Cú hích ở từ trận hòa trước Hà Nội FC mới đây có thể sẽ giúp Khánh Hòa có thêm sự tự tin để bước vào trận đấu giữa tuần này. Đối thủ của Khánh Hòa ở trận đấu này là Bình Dương. Đội bóng cuối tuần trước đã nhận thất bại trong chuyến làm khách tới sân của thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như mạch trận thăng hoa của đội bóng đất thủ giai đoạn tháng 6 và đầu tháng 7 đã kết thúc, bởi hai trận từ khi lượt về bắt đầu, Bình Dương chỉ có một trận hòa trên sân nhà trước Nam Định và thất bại trước thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu này, mạch trận nghèo nàn của Bình Dương có lẽ sẽ chưa dừng lại khi họ phải đối đầu với chủ nhà Khánh Hòa đang có thừa sự tự tin cũng như quyết tâm thắng để sớm thoát khỏi vị trí đội sổ. Chưa kể, sân khách cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của Bình Dương ở V-League, khi họ mới thắng một trận từ đầu mùa, còn lại là 4 thất bại và 2 trận hòa.